đây là các loại móc khóa, đây là giò móc khóa. Thì ở chỗ này để chúng ta móc chìa khóa vào đây, và khi mà mình vặn ra như này thì đây nó thành cây giò. Thì cây giò này mình có thể mình dùng để ấn huyệt này, trên mặt này mình có thể mình dùng để mình gạch mặt này, mình cấp cứu này, ngất xỉu này, đó nó rất là tiện dụng. Sau khi mình dùng xong mình lại vặn vào đây đó. Và cái này là cây sao chổi các bạn ạ, chổi này khi mình vặn ra như này đó, thì đây nó là đầu một của cây sao chổi. Sau đó này mình lại vặn đầu kia, đầu kia ra, thì đây là đầu ba của cây sao chổi. Mình cần dùng đầu nào thì mình tháo ra thì mình nắp sang đầu kia cầm cho dễ. Mình dùng xong rồi mình lại nắp vào đây đó, nắp vào đây như này. Đấy, như của mình đây, mình đây mình nắp cầm nó rất là tiện dụng. Ngày xưa thì mình nghĩ là phụ nữ thì có cái dây chuyền rồi thì nó tiện dụng rồi, mình tìm được cái cặp đôi này tiện dụng quá, đi đâu mình cũng cầm theo này, cứ ra khỏi nhà là chắc chắn là phải cầm theo chìa khóa nhà rồi, mà cầm theo chìa khóa nhà là đã có hai dụng cụ để đi kèm đó. Thế này cứ đi xa khỏi nhà là mình yên tâm đã có hai cái thằng này đồng hành cùng mình, một là cây giò ấn huyệt móc khóa, hai là cây móc khóa sao chổi, hai thằng này đi bất cứ nơi đâu đó, nó cũng rất là đẹp và nó lại vừa tay, cầm nhỏ gọn là xinh xắn và tiện dụng đó. Thì mình nghĩ là cái này cũng rất là hay.